Những điều có thể bạn chẳng bao giờ biết về nước bọt của mình. Các bạn thân mến, có những thứ trên cơ thể của chúng ta vì nó quá tự nhiên mà chúng ta chẳng khi nào để ý cả, ví dụ như nước bọt là một ví dụ. Khi nghĩ đến thì đa số mọi người trong chúng ta còn cảm giác ghê sợ cái thứ nước nhầy nhầy khó người này, bất chấp việc nó ngày ngày vẫn tồn tại trong miệng. Có điều là cái thứ nước đáng sợ đó lại ẩn chứa những khả năng vi diệu, đảm bảo ai cũng phải mắt chữ A mồm chữ O luôn. Các bạn có biết không, nếu như kiên trì nhổ nước bọt, bạn sẽ gom đầy hai bồn tắm. Mặc dù mỗi người lại có một lượng nước bọt khác nhau, nhưng trung bình mỗi người tạo ra 0,7 lít nước bọt mỗi ngày. Con số này vừa đủ để lấp đầy hai cái bồn tắm nhà bạn mỗi năm, và nếu tính trên cả đời người thì đủ để lấp đầy một bể bơi kích cỡ tiêu chuẩn trong Olympic. Thứ hai, đây chính là người hùng của răng, nếu lợi và biết bôi trơn miệng. Nước bọt đóng vai trò vô cùng quan trọng với sức khỏe răng miệng. Bên trong nước bọt có các enzyme giúp tiêu diệt vi khuẩn và chống nhiễm trùng. Nó như một lớp màng bảo vệ chúng ta khỏi những loại vi khuẩn gây sâu răng. Vậy nên các chuyên gia nha khoa khuyên rằng chúng ta nên nhai kẹo cao su không đường thường xuyên để tạo ra nhiều nước bọt hơn, giúp hàm răng của chúng ta không sâu bệnh và khỏe mạnh. Bên cạnh đó thì enzyme trong nước bọt còn giúp tiêu hóa một phần thức ăn, giúp chúng mềm ra, nhỏ hơn và trở nên dễ nuốt hơn. Thực sự là thức ăn phải được hòa tan trong nước bọt thì chúng ta mới có thể cảm nhận được hương vị đặc trưng của chúng. Đó là bởi nước bọt sẽ giúp thức ăn tiếp xúc với các thụ thể của vị giác trên lưỡi, giúp cho chúng ta cảm nhận được hương vị dễ dàng hơn. Nước bọt không chỉ làm miệng đỡ khô hơn mà còn có protein bên trong có thể khiến những vết thương trong miệng lành lại nhanh hơn nhiều lần. Chưa kể trong nước bọt còn chứa một chất gọi là opiofin, chất được xưng tụng là loại thuốc giảm đau cực kỳ hữu hiệu với tác dụng mạnh gấp 6 lần morphine. Ngay như các loài động vật, chúng có thói quen liếm vết thương và sự thật thì chính thói quen này đã giúp chúng sinh tồn được trong tự nhiên. Nếu bạn để ý một chút thì sẽ thấy là nước bọt tiết ra ít hơn hẳn nếu như bạn đang cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng. Nguyên do là vì lưu lượng nước bọt điều khiển bởi hệ thần kinh. Khi căng thẳng, hệ thần kinh giao cảm của chúng ta sẽ hoạt động, đòi hỏi cơ thể phản ứng ngay lập tức với các tình huống phải đưa ra quyết định chiến đấu hay bỏ chạy. Quá trình này vô tình cắt giảm lượng nước bọt được sản sinh ra. Bên cạnh đó, nước bọt được tiết ra từ các tuyến bên trong miệng. Tuy nhiên, đôi khi các chất có trong nước bọt có thể tụ kết lại thành một hòn sỏi nhỏ như sỏi thận, khiến các tuyến này tắc nghẽn. Hầu hết các hòn sỏi có kích cỡ nhỏ hơn 1 cm, nhưng cũng có những trường hợp đột biến lên tới vài cm và chỉ có thể loại bỏ thông qua phẫu thuật. Hiện nay kỷ lục thế giới về sỏi nước bọt đang là 3,7 cm, hòn sỏi này nặng tới 3,6 kg và được lấy ra từ một người đàn ông 43 tuổi ở Bà Tư.